Dạ Bồng Mai, chào bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây là một vàng mai cúc Tây Thi cả nhà. Trời ơi, hoa của nó nè trời. Cúc Tây Thi phải nói là hoa rất là to và đặc biệt cái độ phùng nó cũng cao nha. Ồ, trời ơi trời, cả nhà nhìn nè. Cái cây nó nhỏ xíu vậy nè cả nhà. Nó nhỏ xíu mà nó nở nè, cả nhà nhìn nè, thấy hết dí không? Ở đây chính là cúc Tây Thi nha. Một giống mai phải nói là hoa rất là to. Và năm nay thì bên vườn mai nhà em sẽ bấm ngọn nhảy nhánh và đặc biệt là làm trong những cái bộ đế ghép trong những cái bộ đế rất là đẹp cả nhà. Ở đế này là đế con thú và đặc biệt nó nổi lên trên hết trơn luôn nha. Ở cây nào cũng xử lý rễ rất là đẹp nha cả nhà. Ở đây là cái dòng Tây Thi nè. Ở đây hoa của nó nè cả nhà nhìn nè, hoa của nó rất là đẹp luôn. Ở đây cả nhà nhìn nè. Ôi, ôi, một rừng hoa, một làng hoa, một chùm hoa luôn cả nhà. Rồi cúc Tây Thi ngày hôm nay thì em bán với chúng ta giá là 100k một cây nha. Nếu mà chúng ta lấy ba cây bên em bao ship, ba cây thì không có cao, tầm khoảng tấc rưỡi ha cả nhà. Nhưng mà năm nay thì em bấm nhánh cho nên là nó nhảy nhánh cũng nhiều á, bấm đọt nhảy nhánh cũng nhiều ha. Rồi đây là cúc Tây Thi nha. Số lượng đây nè, cái đọt của nó ra là sẽ là màu đỏ như thế này nha cả nhà. Đây nè, đọt đỏ rực rất là đẹp luôn ha. Rồi, cúc Tây Thi giá 100k một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Ai thích loại này thì alo cho chiếc chè nha cả nhà.